Hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đến kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Đấy, thì đầu video này cho buổi bán hàng ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ cho anh chị em một cái cây gọi là trắng Hà Đông mà. Đấy, cây này thì em được tặng nhá anh chị em nhá, được tặng nên là lúc đầu nó cũng giặt dẹo lắm đấy, nhưng đến hôm nay thì nó ra hoa mầm rất là đẹp, rất là khỏe, kể cả cái ki này, nó ra hoa cũng rất là ok nhá. Đấy, hai mắt bông cũng thơm ngát luôn. Đây là một trong những cái dòng nó rất là chịu khó ra hoa luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, anh chị em nhớ không ạ? Đấy, trắng này thực ra là màu trắng ngày xưa thì VIP lắm. Bây giờ thì ít VIP rồi. Đấy. Nhưng ngược lại là em thấy nó đẹp. Cảm thấy nó đẹp đây này. Cho mọi người cùng ngắm luôn ở đây. Phi điệp trắng Hà Đông Hà Điếc thì em không nhớ. Em được tặng. Thôi mời mọi người cùng ngắm tiếp video để lựa chọn cho mình những cái bông, những cái giò lan đẹp anh chị em nhé. Rất là cảm ơn mọi người. Mời mọi người cùng ngắm ạ. Tóc tuyên hương dừa hàng mini. Đấy. Về mọi người đặt vào bàn này. Rất là ok luôn nhé. Và một cái chậu xinh ở bàn ấy. Là tuyệt vời lắm luôn ạ. Đấy, tóc tuyên hương dừa. Hàng trồng, hàng thuần nhé, thơm ngát luôn. Đấy, anh chị em về lấy một cái chậu xinh xinh đặt ở bàn ấy, rất là đẹp. Đấy, chậu này em cứ bán cho mọi người cứ một cặp này đi. Đấy, một cặp như này 150.000 bao ship luôn cho anh chị em. Đấy, mấy bông, mặt bông rất là đẹp, bông to này, bông bầu to này. Đấy, em để cho mọi người giá là 150.000 bao ship một cặp. Đấy, cặp số 1. Cặp số 2 này. Cái này em khuyến mại luôn cho anh chị em cái cỏ luôn nha. Đấy, nó vậy thôi, tí em nhổ. Cặp số 2 150.000 đồng. Đấy, cũng vừa mới nở. Rất là đẹp. Cái tóc tiên hương dừa này anh chị em chỉ cần có một một chậu đặt ở trong bàn làm việc thì nó ngất ngây luôn. Đấy, có hai cặp thôi. Cặp mà tôi cho thêm cặp nữa, cặp số 3. Quá tam ba bận. Cặp số 3 này. Số 3 này, cây này chưa lên hoa. Cây này đang lên hoa. Đấy. 150.000 đồng nha anh chị em nhé. Cỏ dài tí em dọn dẹp sau. Đấy. Cặp số 3 là 150.000 đồng. Đấy. Tóc tiên hương dừa. Chậu lớn này. Em giấu chậu lớn này. Đây là chậu số 1. Đang có nụ, có hoa nhé. Đang có hoa này luôn. Mới nở thôi ạ. Đấy. Chậu này em để cho mọi người với cái giá là 250.000 đồng nhé. Em bao ship cho mọi người luôn ạ. Đấy, tất cả mọi đơn hàng em đều bao ship cho mọi người. 250.000 đồng. Chậu số 1. Chậu số 2 này. Đấy, rất nhiều hoa luôn đó anh chị em nhé. Chậu số 2. Cũng giá là 250.000 đồng nhé. Anh chị em nhìn thấy chưa ạ? Rất là ok luôn này. Đấy, chậu số 2 250.000 đồng. Chậu số 3 này. Chậu số 3. Chậu này thì em để cho mọi người với cái giá là 220.000 đồng. Cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Củ nó rất là to đây này. Anh chị em nhìn đấy chứ ạ. 220.000 đồng. Chậu số 4 này. Đây, anh chị em nhìn nhé. Chậu số 4. Cũng có giá là 250.000 đồng. Số 4 rất là đẹp. Chậu số 5 này. Đây, chậu số 5. Ua, chậu này to quá. Chậu này rất to luôn, củ cũng to luôn này. Thấy chị em nhỉ? Củ to này. Đấy. Giá là 300.000 đồng nhé anh chị em nhé. Chậu tóc tiên hương dừa số 5, 300.000 đồng. Cái độ hoa thì quá ok rồi. Đúng không ạ? Đấy. Quá là đẹp luôn này. Nhìn ngất ngây luôn. 300.000 đồng. Chậu số 6 này. Anh chị em nhìn chậu số 6 đây nhé.
Đấy, cũng rất là to luôn, cụ to đung luôn, đang có nụ. Đây, anh chị em này, cái này nó cắm ở đây không ra được. Đấy, số 6. Chậu này 250.000 đồng. Đấy, anh chị em nhé. Thôi, có lẽ là làm như vậy thôi để cho anh chị em lựa chọn. Chuẩn bị kết thúc video thì em cũng mời mọi người mời mọi người ngắm cây lan nhất điểm hoàng nha em. Đấy. Hiện tại thì em đang trồng em này hoa nó cũng được khoảng 2 tháng rồi. Đấy. Hiện tại nó bắt đầu đang xuống sắc. Chuẩn bị xuống hoa này. Đấy. Đấy. Cực kỳ là hay nhé. Chỗ này thì rất là đẹp. Đấy. Hoa nhiều lắm. Cuối video mời mọi người ngắm cây hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Đây, mời mọi người cùng ngắm này. Rất ok luôn. Đây, hôm nay thì bị mất điện nên là chưa tưới được. Đây, cuối năm là sẽ có vườn lan, vườn hoa để cho chia sẻ cho anh chị em. Vâng, xin cũng được cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo. Rất được cảm ơn tất cả mọi người, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ kênh của Vườn Lan Trường Sơn nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.